Southern Vietnam. This is a street food paradise. YouTuber người Mỹ đã sốc khi chứng kiến màn gói xôi thần tốc trên đường phố Hà Nội. Cộng đồng mạng xem xong đã nói gì? Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh Netizen React. Các bạn thân mến, cách đây vài năm khi đến Việt Nam trải nghiệm ẩm thực, đầu bếp nổi tiếng thế giới Gordon Ramsay đã nghẹn ngào mà nói rằng: "Nếu sinh ra ở Việt Nam, tôi chỉ là một đầu bếp thôi." Nhận định này của vị siêu đầu bếp đã khiến cho giới chuyên gia, báo chí và thực khách quốc tế hoài nghi, không dám tin. Đầu bếp ở Việt Nam bản lĩnh đến cỡ nào mà được ông siêu đầu bếp nổi tiếng khó tính khen ngợi hết lời như thế? Và cũng vì tò mò, nhiều người đã trực tiếp đến Việt Nam để kiểm chứng. Trong số đó có Mark Wins. Mới đây, anh chàng blogger này đã đến Việt Nam với mục tiêu thưởng thức cho bằng hết những độc đáo trong nền ẩm thực của nước ta. Khi đến đây, Mark Wins đã không giấu được sự ngỡ ngàng khi chứng kiến màn trình diễn tuyệt đỉnh cung phu của một chị bán xôi ở Hà Nội. Cụ thể sự tình thế nào thì mời các bạn cùng theo dõi ngay bây giờ nhé! Cho những ai chưa biết, Mark Wins là một blogger ẩm thực nổi tiếng đến từ Mỹ. Anh hiện sở hữu trang kênh YouTube cá nhân hơn 10 triệu lượt follow. Với niềm đam mê du lịch và khám phá ẩm thực, Mark Wins đã đặt chân tới hàng chục quốc gia ở khắp các châu lục, trải nghiệm những món ăn độc lạ hấp dẫn tại nhiều địa phương, vùng miền. Ở Đông Nam Á, Việt Nam và Thái Lan là hai đất nước Mark ghé thăm nhiều nhất. Anh đặc biệt ấn tượng với nền ẩm thực phong phú ở Việt Nam vì có nhiều món ngon, giá thành lại bình dân. Và hơn hết, vì văn hóa ẩm thực Việt Nam quá đa dạng, đến mức anh ấy khám phá một lần, hai lần không xuể mà phải quay đi quay lại nhiều lần. Trong chuyến du lịch Việt Nam gần đây nhất, Mark đến Hà Nội, anh thừa nhận rất thích trải nghiệm ăn uống đường phố và không quên thưởng thức hàng loạt thức quà bình dân ở đây. Và một trong những món mà vị khách Tây này nhận xét nhất định phải thưởng thức khi du lịch Hà Nội, đó chính là xôi xéo, thức quà buổi sáng ngon, rẻ của người dân thủ đô. Để thưởng thức xôi xéo ngon đúng chuẩn Hà Nội, Mark thức dậy từ sớm, di chuyển tới hàng xôi nổi tiếng ở ngã tư Hàng Bài, Lý Thường Kiệt. Anh tỏ ra hào hứng với thói quen ăn sáng của người Việt Nam và bất ngờ vì chỉ mới 6 giờ 30 sáng, nhưng nhiều quán ăn uống đã đông kín khách. Quán xôi xéo mà Mark ghé thăm vốn là địa chỉ ẩm thực quen thuộc của người Hà Nội, gây ấn tượng bởi hương vị hòa quyện của xôi nếp dẻo, nước mỡ béo ngậy, đỗ xanh nhuyễn mịn cùng hành phi. Ngoài loại xôi xéo truyền thống có màu vàng đặc trưng, quán còn phục vụ cả xôi ngô với nguyên liệu và cách thưởng thức tương tự. Đặc biệt, quán còn từng gây sốt trên sóng truyền hình Hàn Quốc và nổi tiếng khắp mạng xã hội nhờ màn gói xôi thần tốc của người bán hàng. Vị khách Tây đến quán lúc 6 giờ 30 sáng và bất ngờ vì đã có rất đông người xếp hàng chờ mua, chờ thưởng thức món xôi xéo nổi tiếng ở đây. Khi có khách tới mua mang đi, chủ quán nhanh chóng múc xôi lên lớp lá chuối đã trải sẵn rồi thoăn thoắt thái mỏng phần đậu xanh nhuyễn mịn được nén chặt thành từng miếng to. Sau đó tiếp tục rưới nước mỡ béo ngậy và thêm hành phi, ruốc rồi gói lại một cách gọn gàng. Với khách ăn tại chỗ, xôi xéo cũng được chủ quán chuẩn bị phục vụ luôn vào bát thay vì bọc lá chuối rồi gói trong giấy báo. Chỉ chừng khoảng 10-15 giây, người này đã hoàn thành xong 4-5 phần xôi xéo cho nhiều thực khách. Bởi thế mà dù quán luôn đông khách, nhưng không ai phải chờ lâu để tới lượt thưởng thức. Chứng kiến màn làm xôi xéo thần tốc đầy chuyên nghiệp của chủ quán, Mark không khỏi châm trồ và liên tục thốt lên vì quá thích thú. Tại đây, vị khách Tây cũng gọi liền hai suất xôi đầy đủ, một xôi ngô và một xôi xéo để có thể cảm nhận trọn vẹn hương vị của thức quà sáng trứ danh ở thủ đô. Mỗi suất gồm có xôi, đậu xanh bào mỏng, nước mỡ béo ngậy, hành phi thơm vàng, ruốc, chả bông và chả quế. Với phần xôi xéo có màu vàng đẹp mắt, Mark nhận xét: "Không thể tin được là xôi thực sự rất ngon, các nguyên liệu kết hợp rất hài hòa hương vị. Xôi còn nóng hổi, mềm dẻo, đậu xanh thì bùi, ngậy, hành phi rất giòn và thơm, còn ruốc heo như tan trong miệng." Khi thưởng thức xôi ngô, anh cũng không ngừng khen ngon và cảm thấy ấn tượng khi các nguyên liệu truyền thống đã được chế biến khéo léo thành một món ăn sáng hấp dẫn. Vị khách Tây còn tiết lộ rất thích phần đậu xanh nhuyễn mịn bởi có độ bùi, ngậy khi ăn như tan dần trong miệng và vô cùng hợp với món xôi. Mark nói: "Xuất sắc, hạt xôi có độ dẻo, dính, lại thêm ngô nên món ăn càng bổ dưỡng hơn và đủ làm cho bạn no bụng suốt cả buổi sáng." Kết thúc bữa ăn, Mark thanh toán hai suất xôi với giá 15.000 đồng một suất, tức là chưa tới $1. Anh thừa nhận mức giá quá rẻ phù hợp với tất cả mọi người. Ngoài xôi xéo, trong chuyến du lịch và trải nghiệm ẩm thực Hà Nội, vị khách người Mỹ còn tranh thủ thưởng thức nhiều món ăn ngon khác ở thủ đô như bún riêu, bún chả, bún ốc, cháo sườn sụn. Đến nay, vlog này của anh chàng đã thu về 2,9 triệu view
với hàng nghìn comment đến từ dân mạng quốc tế. Vậy người nước ngoài nói gì sau khi xem video này? Mời các bạn cùng mình tổng hợp một số comment đáng chú ý nhé! Nếu sinh ra ở Việt Nam, chúng ta đều là những đầu bếp tồi. Câu này không sai chút nào. Hãy mang món ăn này với hành trình diễn ảo thuật đó đến Mỹ. Có thể cô ấy sẽ trở thành một tỷ phú. Tôi không tin nổi, đó là cách chế biến một món ăn. Nó nhanh đến mức chúng ta không kịp chớp mắt. Tuyệt vời lắm cô đầu bếp tại gia. Việc chuẩn bị món xôi đó thật điên rồ. Hãy nhìn tốc độ khi sắt miếng đó đi. Bạn thật tuyệt vời khi giới thiệu tất cả những địa điểm ăn uống này. Tôi yêu món bún chả Việt Nam, đặc biệt là những món được phục vụ trong những con hẻm nhỏ. Việt Nam là một trong những quốc gia có nền ẩm thực đường phố tốt nhất trên thế giới và người dân vô cùng thân thiện. Tôi yêu Việt Nam. Món xôi xéo thực sự là một món ăn vô cùng xa lạ đối với thế giới của tôi. Thực ra, tôi không biết nhiều về ẩm thực Việt Nam, nhưng gần đây tôi đã nghiện TikTok Việt Nam, một đất nước xinh đẹp và con người dễ thương. Tôi yêu món xôi xéo, điểm quyến rũ nhất của món ăn này chính là mùi thơm mà nó phát ra. Có một chút mùi dừa và sầu riêng, một món ăn hoàn hảo cho bữa sáng. Là người Indonesia và chưa bao giờ nếm thử đồ ăn Việt Nam, nhưng chúng trông ngon. Chúng không nặng nề như đồ ăn Indonesia hay Thái Lan. Ước gì một ngày nào đó tôi có thể đến Việt Nam và nếm thử tất cả. Video này thật sự làm tôi đói. Món ăn Việt Nam rất tốt cho sức khỏe nhưng lại rất ngon. Tôi nhớ tất cả các món ăn đích thực ở Hà Nội. Ôi trời, không có gì sánh bằng món ăn đường phố Việt Nam, thật là một phước lành. Có lý do để đầu bếp Anthony Bourdain xếp món ăn Việt Nam lên hàng đầu trong danh sách của mình. Xem xong video này, tôi biết chắc chắn rằng anh ấy đúng. Đầu bếp Việt Nam rất tài năng, dù họ chỉ là những đầu bếp đứng ở trên đường phố hoặc vỉa hè. Điều đó khiến tôi rất tò mò và phấn khích. Việt Nam thực sự gây ấn tượng với tôi vì những đầu bếp tại gia tài giỏi. Hà Nội trông thật sôi động nhưng cũng rất thoải mái. Có nhiều điều về nơi này khiến tôi muốn đi càng sớm càng tốt. Nhân tiện, món xôi xéo thực sự điên rồ và đáng nhớ. Gần 20 năm rồi tôi chưa về Việt Nam nên cảm ơn bạn vì điều này. Tôi gần như có thể ngửi thấy mùi xôi xéo bốc lên khi bạn mô tả mùi vị của nó. Ngon tuyệt! Hà Nội có những cảm giác tuyệt vời và những con người tuyệt vời, thân thiện và tràn đầy sức sống. Món xôi xéo trông thật tuyệt vời, Mark. Cảm ơn bạn đã chia sẻ chúng với chúng tôi. Ẩm thực Việt Nam thường chú trọng vào các nguyên liệu tươi ngon, các loại thảo mộc sống động và sự cân bằng tinh tế của các hương vị. Ngoài ra, kỹ thuật chế biến của họ cũng rất độc đáo. Màn chế biến xôi xéo là một ví dụ. Tôi đã sống ở Việt Nam 2 năm và vẫn chưa khám phá được hết về đất nước này. Đó là một số những ý kiến khác nhau của netizen quốc tế. Đọc đến đâu là mát ruột mát gan đến đó các bạn nhỉ? Quả thực không sai khi nói rằng ẩm thực Việt Nam là bất tận. Đi khám phá ẩm thực Việt Nam ở các vùng miền khác nhau đã là một hành trình vô cùng tuyệt vời vì ở đó luôn có đặc sản khác nhau và cùng một món, thế nhưng cách chế biến cũng không hoàn toàn giống nhau. Và hơn thế nữa, mỗi đầu bếp tại gia ở Việt Nam đều là những nghệ sĩ với những món ăn ngon cùng kỹ thuật chế biến độc đáo chẳng lẫn vào đâu được. Hy vọng sau những video thế này, Việt Nam sẽ hút thêm nhiều khách du lịch đến thăm thú, khám phá và trải nghiệm. Còn các bạn nghĩ sao ạ? Hãy chia sẻ ngay ý kiến của bạn ở dưới phần comment nhé! Đừng quên nhấn like, share và đăng ký kênh để cập nhật những tin tức thú vị và hữu ích trong thời gian sớm nhất. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo!